nhằm tuyên truyền các chủ trương chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp sản xuất chuyên mục Nhà nông đổi mới. Chương trình được phát sóng vào tối thứ 6, tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng. Trong số đầu tiên của chuyên mục Nhà nông đổi mới, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con nông dân những giải pháp của Hội Nông dân trong việc hỗ trợ các hội viên đẩy mạnh sản xuất, hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng trong vụ sản xuất hè thu. Mặc dù vẫn biết giá cả vật tư, giá dầu tăng cao, nhưng vụ hè thu năm nay, gia đình ông Vũ Ngọc Dần vẫn mạnh dạn nhận lại ruộng của các gia đình không có nhu cầu sản xuất để gieo cấy gần 2 hectare lúa. Gia đình ông cũng được Hội Nông dân huyện hỗ trợ giống lúa để sản xuất. Với sự đồng hành của Hội Nông dân, ông Dần và nhiều hộ nông dân khác đã tự tin quyết định sản xuất lúa hè thu. Thì được sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, tôi vận động một số bà con trong thôn cùng các hộ ở ngoài địa phương đến là hiện nay đã gieo cấy, hỗ trợ cái giống trồng lúa. Thứ hai là hỗ trợ cái vật tư phân bón cho bà con. Thứ ba là vận động bà con nông dân hỗ trợ nghề công để mà lấm đất rồi cấy. Mà thông qua cái nội dung này thì tập anh em Quỳnh Lưu tập trung cái vai trò với tổ nông vụ. Sau hơn 2 tuần giúp gia đình ông Trần Văn Trọng, một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gieo cấy 2 hectare lúa vụ hè thu. Hôm nay, các hội viên chi hội nông dân xóm 5, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu lại tiếp tục giúp đỡ gia đình làm cỏ cho lúa. Chi hội phụ nữ và chi hội nông dân đã vận động chị em là tập trung lại là trên hơn 30 hội viên cả phụ nữ cả nông dân là giúp đỡ gia đình anh Trọng là cấy hoàn thành trong 2 sao ruộng. Đây là một trong những việc làm mà tổ đội nông vụ ở huyện Diễn Châu thực hiện. Tổ đội này đã được hình thành và duy trì từ khi dịch COVID-19 xuất hiện. Các tổ đội nông vụ đã giúp đỡ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trong sản xuất, thu hoạch cũng như tiêu thụ nông sản. Và nay, tổ đội vẫn tiếp tục duy trì với các hoạt động hết sức ý nghĩa trong đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng trong vụ hè thu. Các cấp hội thì đẩy mạnh cái việc cung ứng phân bón rồi giống để cho nông dân tiếp cận cái nguồn vay trả chậm để phục vụ sản xuất. Thứ hai nữa là cũng phát huy cái tổ nông vụ, một số đơn vị huyện thực hiện cái việc mà khắc phục cái tình trạng bỏ ruộng hoang thì hội nông dân, các chi tổ hội và đặc biệt là các hợp tác xã mà do hội tổ chức thì đã vận động nông dân góp ruộng để rồi sản xuất tập trung và vừa để rồi phủ kín cái diện tích bỏ hoang và bên cạnh đó thì cũng là đưa các cái ứng dụng sản xuất tập trung vào trong chỉ đạo và trong sản xuất mùa vụ. Những hoạt động của Hội Nông dân các cấp đã góp phần giúp nông dân khắc phục khó khăn để gieo cấy lúa hè thu. Theo lịch nông vụ, thời gian gieo cấy hè thu không còn nhiều. Vì vậy hiện nay, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp như hỗ trợ giống, phân bón, ngày công lao động, đưa cơ giới vào sản xuất nhằm giúp nông dân đẩy nhanh gieo cấy lúa hè thu.